Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn, chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi tuổi Mậu ngọ 1978 năm 2021 6 tháng cuối năm vận may liên tiếp ùn ùn kéo tới giàu như vũ bão. Những người tuổi Mậu ngọ là những người cuộc sống tự do và thích được khám phá vô vàn điều mới mẻ của cuộc sống bên ngoài. Những thứ cũ kỹ, nhàm chán sẽ không thể thu hút được tuổi Mậu ngọ. Con giáp luôn nghiêm túc và hết mình với công việc được giao. Dù phải trải qua nhiều khó khăn, gian nan nhưng một khi đã hứa, tuổi ngọ mệnh hòa sẽ làm bằng được. Đối với họ, chữ tín và danh dự của một con người là phẩm chất đáng quý nhất. Sang năm 2021, có lẽ tuổi mậu ngọ là một trong những con giáp đen đủi nhất, bởi hai năm liên tiếp bị thái tuế kìm kẹp, khó khăn lại càng trở nên bế tắc hơn nữa, mọi thứ dần đi vào ngõ cụt. Ngày hôm nay Phong Thủy Lộc Tài xin chia sẻ quý vị và các bạn về tử vi cô chú tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Ở video này chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và chi tiết tuổi Mậu Ngọ trong 6 tháng cuối năm 2021. Vận trình của tuổi Mậu Ngọ trong từng tháng và đặc biệt là cách hóa giải vận hạn của mệnh chủ trong năm Tân Sửu để quý vị và các bạn có một năm mới bình an, vạn sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay nhé. 1. Tổng quan tử vi tuổi mậu ngọ trong 6 tháng cuối năm 2021 Theo tử vi nửa cuối năm 2021 cho thấy dù chịu tác động không nhỏ từ cục diện tương hại thái tuế, song mậu thổ tương sinh tân kim tạo thành thực thần sinh tài. Điều này rất tốt cho việc kinh doanh, làm giàu của những cô chú tuổi mậu ngọ trong thời gian sắp tới. Ngoài ra, thời điểm này cô chú được khá nhiều cát tinh hội chiếu cô chú vẫn có cơ hội phát huy năng lực bản thân, cộng thêm có quý nhân phù trợ, cho nên cải thiện hiệu suất làm việc rất tốt. Có điều, công việc sẽ khá vất vả và không mấy thuận lợi. Nguyên nhân chính là do nhiều hung tinh kìm kẹp về cảm xúc chiếu như cô thần, quả tí, khiến những cô chú tuổi mậu ngọ dễ nóng giận, suy nghĩ tiêu cực, từ đó mưu sự bất thuận, lại còn tổn hao sức khỏe, khiến bệnh cũ tái phát, đặc biệt là bệnh về đường tiêu hóa. Đặc biệt cô chú tuổi mậu ngọ trong thời điểm này còn phạm phải hại Thái Tuế, người xưa thường có câu Thái Tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hữu họa có nghĩa là với mỗi năm khi Thái Tuế đến thì ắt sẽ có việc đến theo. Thái Tuế đến đâu thì phương đó nghi tĩnh bất nghi động. Cho nên cô chú sẽ hung họa khôn lường, vậy nên để hóa giải cô chú hãy mang bên mình một thẻ kim bài Thái Tuế. Kim bài Thái Tuế có hai mặt, mặt trước in hình hai vị thần cai quản và niên hiệu của năm đó, mặt sau có in lệnh phù Thái Tuế của năm kèm theo những tuổi bị phạm Thái Tuế. Kim bài sẽ nghênh đón quý thần hóa giải vận hạn, hung tinh, từ đó cô chú có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi phát triển trong năm 2021. 2. Vận trình của người tuổi Mậu Ngọ trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện. Thứ nhất về sự nghiệp quan vận. Tử vi của cô chú tuổi Mậu Ngọ nửa cuối năm 2021 cho thấy trong thời gian này sẽ xuất hiện rất nhiều khúc mắc trong các mối quan hệ xã giao của cô chú nếu cô chú tuổi mậu ngọ không xử lý tốt công việc sẽ liên tục khó khăn khó mà thăng tiến trong thời gian này những cô chú đang làm công chức việc liên quan đến nhà nước nhìn chung đều có tiến triển tốt đẹp không gặp phải trở ngại nào quá lớn nhưng đường thăng tiến của cô chú vẫn phải đối mặt với không ít vất vả cực nhọc do đó cô chú chớ nên ngủ quên trên chiến thắng mà sinh ra lòng chủ quan quá sớm ngoài ra việc làm ăn kinh doanh sẽ có tiến triển tích cực tuy nhiên cô chú phải rất vất vả đổi nhiều mồ hôi và công sức mới có thể hoàn thành mục tiêu ở mức khá đặc biệt để có thể hóa giải vận mệnh cô chú tuổi mậu ngọ hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp cô chú đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân giúp hóa giải thị phi xua đuổi tiểu nhân quấy phá và hung tinh trong năm từ đó mang lại cát lành tài lộc và thuận lợi trong công việc đồng thời pháp khí còn chưa mời quý nhân che chở và giúp đỡ cô chú phát triển trong năm 2021. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc. Tình hình tài chính của cô chú tuổi mậu ngọ trong thời gian 6 tháng cuối năm 2021 hung cát đan sen. Tuy nhiên trong nguy có cơ, thời điểm này vận quý nhân sẽ vượng, cô chú sẽ được người quyền thế giúp đỡ khi hoạn nạn. Cũng có những thời điểm cô chú sẽ phải hao tài tốn của, mất các khoản không nhỏ bởi tiêu pha theo ý muốn mà không suy nghĩ về tương lai hoặc cô chú sẽ mất tiền bạc do gặp rắc rối về tiền bạc vì người khác song nhờ tài năng và năng lực cá nhân được phát huy tốt quý nhân phù trợ cô chú tuổi mậu ngọ có thể dễ dàng chuyển đổi thành ưu thế giúp mình đạt được một phần lợi nhuận nhất định từ công việc tay trái ngoài ra để có thể kích hoạt tài lộc và vận may trong thời gian này thầy phong thủy khuyên cô chú tuổi mậu ngọ hãy mang theo bên mình pháp khí bát bảo tâm kinh pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí và nghênh đón quý nhân tương trợ giúp đỡ cô chú trong công việc trong làm ăn và kinh doanh thời gian sắp tới thứ ba về mặt tình cảm gia đạo chuyện tình cảm của cô chú tuổi mậu ngọ trong nửa cuối năm tân sửu dù không quá lý tưởng nhưng cũng không quá tệ đặc biệt là với cô chú còn độc thân hoặc đang sống một mình chú tuổi mậu ngọ đang độc thân có thể gặp được một vài đối tượng ưng ý bản thân chủ đã có sẵn thiện cảm nhưng đôi lúc bị kìm kẹp về cảm xúc khó diễn tả thành lời tuy nhiên chú vẫn cần phải chủ động và mạnh dạn hơn nữa kết quả rất đáng để chờ đợi còn với cô tuổi mậu ngọ thì đa phần các mối quan hệ không kéo dài hoặc chưa đi đến kết quả tốt đẹp cuối cùng cô cũng được một vài người khác phái tiếp cận nhưng không mở lòng đón nhận nên mọi thứ gần như không có gì thay đổi ngoài những cô chú đang có gia đình thì thời gian sắp tới gia đạo của cô chú sẽ vô cùng yên ổn mọi thứ trôi qua khá bình lặng Tuy nhiên, có lẽ vì cả hai vợ chồng quá mải mê với cuộc sống cơm áo, gạo tiền mà có dấu hiệu lạnh nhạt hẳn với nhau, hôn nhân thiếu đi ngọn lửa nhiệt tình, những lời quan tâm và hỏi han cũng thưa dần. Chính vì vậy để cải vận tình duyên thì cô chú tuổi mậu ngọ hãy sử dụng vòng tay phong thủy tam hợp quý nhân, dần ngọ tuất. Vòng sẽ giúp kích hoạt vận đào hoa của cô chú trong năm. Từ đó có thể hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm. Đồng thời giúp những cô chú đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Xem tử vi cho thấy sức khỏe của cô chú tuổi mậu ngọ trong nửa cuối năm 2021 nhìn chung không có vấn đề gì nghiêm trọng nhưng có sự giảm sút rõ ràng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ bên trong, không thể lơ là. Thời gian này tim mạch có thể sẽ xảy ra vấn đề, hệ tiêu hóa cũng hoạt động không bình thường, da rẻ sạm sắc, cô chú cần dành thời gian chăm sóc cơ thể mình nhiều hơn. Ngoài ra thời điểm này cô chú tuổi Mậu Ngọ hãy sử dụng pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh, vòng tay sẽ giúp cô chú tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu mời quý nhân tương trợ và bảo vệ cô chú. Đặc biệt khi mang theo pháp khí bên mình, pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ cô chú trong năm 2021. Ba, hung cát từng tháng trong vận trình 6 tháng cuối năm Tân Sửu của tuổi Mậu Ngọ. Thứ nhất tử vi tháng 7 âm lịch trong tháng 7 âm lịch, cô chú tuổi mậu ngọ vẫn cần phải quan tâm đến tình trạng sức khỏe của mình. Nếu thấy cơ thể có dấu hiệu cảnh báo, cô chú cần phải đi khám ngay chứ chớ nên trần trừ, do dự khiến bệnh trở nặng. Khi tham gia giao thông, cô chú cũng cần chú ý quan sát, nếu phải đi một chặng đường dài thì tốt nhất là không nên cầm lái. Ngoài ra trong công việc có thể cô chú sẽ gặp phải những vấn đề không được như mong muốn, nhưng hãy coi đó là cơ hội để thể hiện bản thân với người làm lãnh đạo. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch, cô chú tuổi mậu ngọ phải chịu một vài áp lực trong cuộc sống. Tài chính có dấu hiệu đi xuống, trong khi đó những việc cần chi tiêu lại không ngừng tăng lên. Do đó, cô chú cần tiết chế, tránh mua những món hàng không thực sự cần thiết. Ngoài ra với cô chú tuổi mậu ngọ đang làm đầu tư cũng tránh đưa ra quyết định vội vàng trong thời điểm này, bởi nếu vậy thì cô chú rất dễ rơi vào cảnh thất thoát tiền bạc. Trước khi có ý định rót vốn vào đâu đó, cô chú cần xác thực độ đáng tin cậy của thông tin, đồng thời nhìn nhận rõ thực lực của mình cũng như hoàn cảnh trước mắt. Thứ ba là tử vi tháng 9 âm lịch. Về tổng thể, vận trình của cô chú tuổi mậu ngọ trong tháng 9 âm lịch khá ổn định. Sự nghiệp có những bước tiến nhất định, những cố gắng từ trước đến nay của cô chú đã được công nhận, thậm chí còn có người có cơ hội được cất nhắc tinh thần làm việc hăng hái, tích cực cũng sẽ giúp cô chú đạt được nhiều kết quả bất ngờ trong khoảng thời gian này. Chính nhờ những dấu hiệu tích cực trong công việc nên tiền bạc cũng gia tăng. Với cô chú tuổi mậu ngọ đang làm công ăn lương thì sẽ có cơ hội được thưởng nóng, trong khi đó một số bác đang làm đầu tư, kinh doanh thì thời điểm này sẽ đưa ra được những quyết sách đúng đắn để mở rộng quy mô, xây dựng mối quan hệ với các đối tác. Thứ tư là tử vi tháng 10 âm lịch cô chú tuổi mậu ngọ không đạt được nhiều thành công trong tháng này song cũng không vướng phải nhiều rắc rối trên cơ bản cô chú hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình nên trạng thái tinh thần cũng nhẹ nhõm hơn trước đó nhiều cô chú cần lưu ý tập trung hơn trong công việc chớ nên để thời cơ trôi qua một cách đáng tiếc chỉ vì mình lơ là không chú ý ngoài ra tình hình kinh tế không được khả quan lắm trong thời điểm này do mức lương hoặc mức lợi nhuận không gia tăng nhưng cô chú lại có nhiều vấn đề cần phải chi phí Thứ năm là tử vi tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch, cô chú tuổi mậu ngọ không gặp được nhiều may mắn do phải chịu tác động của cục diện tương xung. Công việc nặng nề khiến cô chú thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, áp lực, thậm chí có ý định từ bỏ. Hãy cố gắng quyết tâm vượt qua giai đoạn này, rồi mọi chuyện sẽ quay trở về quỹ đạo vốn có của nó mà thôi. Thứ sáu là tử vi tháng 12 âm lịch. Bước vào tháng cuối cùng của năm 2021, vận trình của cô chú tuổi mậu ngọ vẫn không được thuận lợi cho lắm. Cô chú cần chú ý đề phòng những kẻ đột nhiên tiếp cận, ra vẻ thân thiết với mình. Ngoài ra với tính khí thất thường, nóng này, cô chú cũng không thích hợp đầu tư vào thời điểm này, nhất là với những hạng mục lớn và quan trọng. Tốt nhất, cô chú hãy dành thêm thời gian để xem xét vấn đề, đồng thời tăng cường thêm vốn hiểu biết cho mình. 4 vận hạn của tuổi mậu ngọ trong vận trình nửa đầu năm 2021. Thứ nhất là sao hạn tuổi mậu ngọ. May mắn chú tuổi mậu ngọ trong nửa cuối năm 2021 được sao thái M chiếu mệnh. Đây là các tinh, mang tới sự hài hòa, vui vẻ, hạnh phúc, may mắn về tiền tài, làm cho được tọa nguyện những ước mơ. Tuy nhiên chú lại gặp phải hạn diêm vương. Hạn này chủ yếu gây bất lợi về sức khỏe thể chất cũng như tinh thần chú cũng cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại tham gia giao thông để phòng tai nạn bất ngờ bên cạnh đó trong thời gian này có thể có tin buồn tang chế từ họ hàng xa đưa tới cô tuổi mậu ngọ lại kém may mắn hơn khi trong thời gian này bị sao thái bạch chiếu mệnh đây là sao xấu gây hao tán tiền bạc dân gian có câu thái bạch quét sạch cửa nhà công việc kinh doanh có tiểu nhân quấy phá mất tiền mất của có thể trắng tay để phòng quan sự bên cạnh đó cô còn phải chịu hạn thiên la hạn này chủ về đau ốm không khỏi, hao tốn tiền bạc, bệnh đều do quỷ ma quấy phá mà ảnh hưởng tới sức khỏe, công việc. Thứ hai là luận hung cát niên vận 6 tháng đầu năm 2021 theo lá số tử vi. Cung mệnh của cô chú tuổi mậu ngọ thời gian này gồm có các sao thiên Việt, Nguyệt Đức, Đào Hoa, Thiên Chủ báo hiệu vận quý nhân và Đào Hoa Vượng, có lộc ăn uống. Còn có tử phù gây đau yếu. Cung tam hợp thì gồm có những các tinh thiên khôi, hồng loan, thiên đức thúc vượng đào hoa và quý nhân hung tinh cô thần, quả tú, kình dương, kiếp sát, thiên không, hối khí lại gây bất lợi về tình cảm, đề phòng tai nạn bất ngờ hoặc gia đình có chuyện buồn. Cuối cùng là cung sung chiếu thì có văn tinh tốt cho học hành, thăng tiến và bệnh phù gây bất lợi cho sức khỏe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.